Đó. À, đuối quá. Thả xuống xem nó còn bơi được không nhá. Khá là nhiều cá đuối luôn. Thôi. Đã thế. Ôi, con cá này bây giờ thả nó đây thì xem nó mới đã này. Bây giờ các bạn xem con cá này bác thả xuống nhá. Phan xin gửi lời chào đến cô chú anh chị và các bạn. Trong video mới này, Phan chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn về quang cảnh kéo lưới cá ở tại bãi tắm này nhá. Những đàn cá đối lớn lắm nha. Thường thì mỗi lần quang trài này được chủ yếu là được cá đối lớn thôi. Còn kéo lưới thì vừa cá lớn vừa cá nhỏ, đôi lúc là được cả cá chim nữa. Sóng biển giờ này cũng không có lớn lắm các bạn ơi. Cá lên rồi nhé. Cũng đứng cả tiếng đó chú nhỉ. Dạ. Đây các bạn, cá chú đã trài lên rồi đấy. Đấy, các bạn có thể thấy là cá rất là tươi luôn. Thường thì mỗi lần trài này mình phải căn cái mực nước nó xuống mới trài đúng không chú? Nước lên là mình không trài đúng không? Có thấy nó trài. À, dạ. Đây. À, dạ. À, đây mới là mẻ đầu tiên à chú? Ờ. Ồ. Dạ. Đây mới mẻ đầu tiên các bạn. Cá đối này bây giờ là chỉ chiên ngon nhất hay nướng chú nhỉ? Nướng, cứ cho tôi nướng. À thế à? Chiên dầu mà. À dạ. Ôi, các bạn ơi, phải là cá này thì chỉ có cá tươi này là nướng là ngon nhất đúng không chú? Đấy, một lúc đó. Dạ. Hoa đã luôn các bạn. Chỉ một chút nữa thôi thì Phan cùng các chú, các anh, bà con ở đây sẽ kéo lưới cá nha. Để chia sẻ với cả nhà. Không biết là nó có ngứa hay không. Ôi, bự quá. Rất là to luôn. Hình như là nó còn bơi được hay sao á. Sứa này không biết là mọi người nó vẫn còn thở này. Đó. Có lẽ là mình mang ra ngoài thả xuống xem nó còn bơi được không nhá. Đây. Bự thế. Chú ơi, con sứa này mình ăn được không? À, loại ăn được à? À thế à? Ôi, các bạn ơi, loại này ngứa quá, mình không biết mình đã cầm vào được quá. Mình không biết nên mình cầm vào được, bây giờ mình thả xuống. Ôi. Giật mình luôn đấy. Ở đây chú đang đào cái chỗ này để chứa cá phải không chú? Dạ. Để khi nào mà có cá các bạn ấy, thì sẽ thả xuống đây đấy các bạn. Mình leo lên hòn đá này. Hello cô. Mình chuẩn bị kéo đây à cô? Chưa được mẹ nào luôn này. Đá
Ôi các bạn ơi, ở đây đã có một con cá siêu to khổng lồ được câu lên rồi phải không chị? Đang câu luôn. Đấy, ôi nó còn sống phải không nhỉ? Không. Đấy, đây là cá gì ấy chị ơi? Cá chém rồi. Cá chẽm à? Đây đây, đây các bạn này xem con cá chẽm này. Trời, quá đã luôn. Bự nhỉ? Đây. Ui giời ơi, cái móc câu của nó đây. Trời, đã chưa? Quá đã luôn. Bây giờ các chú các anh đang kéo lưới rất là nhanh kìa. Hình như là phát hiện ra đàn cá rồi các bạn ạ. Phát hiện ra đàn cá lớn rồi. Các bạn ơi, hiện tại lưới đã được kéo chưa? Bắt đầu được kéo lên rồi. Hồi nãy thấy có khá là nhiều cá đấy các bạn, rất là nhiều cá mà nó nhảy lên mặt nước các bạn ạ. Bây giờ là chờ xem. Biển đẹp thế này ấy, là thường là kéo là được rất là nhiều cá. Lưới này thì có gia đình của bác trai bác gái đây đang kéo, bốn người kéo lại các bạn. Đây đây, ngoài kia thì mình đã thấy có cá dính lưới rồi. Xem đã quá. Không biết là được nhiều cá to hay không các bạn. Nhưng mà với mẻ lưới đầu tiên thế này là như vậy cũng thành công rồi các bạn ạ. Đó, trời ơi, khá là nhiều cá đối luôn. Rồi, đã thế. Quá đã luôn. Trúng mánh luôn này các bạn. Cá đối. Ôi. Hồi nãy lúc các chú các anh chưa đến đây, nó nhảy từng đàn một ngoài kia, nhiều. Đã. Đây. Giờ chỉ có nhặt vào thôi các bạn ạ. Mẻ này phải được 2 ký. À đâu, nhìn thế này cũng phải 3 ký đấy. Gần 3 ký. Mẻ đầu tiên như vậy là cũng chưa gọi là thành công phải không chị? Như vậy chưa gọi là thành công các bạn ạ. Bây giờ sau khi nhặt xong đấy thì lại tiếp tục mang cá thả xuống khu vực hố cát, nơi mà chú vừa nãy chú đào một cái hũng cát ấy, cho nước vào đấy các bạn. Cho nước vào sau đấy là sẽ đây đây có một mình có thả ra luôn không? À thế ạ. Dạ. Các bạn ơi, cá cho xuống đây rồi. Đây con cá này siêu bự lên này. Bự quá các bạn. Cá này là cá biển tự nhiên các bạn nhé. Rất là ngon luôn. Đấy. Cá này ít khi có người câu được lắm các bạn ơi. Rất là may mắn thì mới câu được con cá mà to như như vậy đấy. Đó, rồi. Nó bơi này. Còn cá đối chài lên là trong này đây. Các bạn ơi, mình đang quay ở đây thì mình nhìn qua bên kia thấy chú bên kia chú chài được một cái mẻ cá đối chịu lưới luôn các bạn.
đây các bạn xem. Đó. Đấy các bạn. Mình làm để thả cá phải không chú? Đây là nước từ trong lòng núi ra chảy ra luôn đấy chú nhỉ? Dạ, nước biển. Rồi thả cá xuống các bạn ạ. Đó. Có bao giờ chài một cái là được 5 đến 7 cân không chú? Giờ thì có thứ từ cân À ba vậy. bốn chục cân thôi. Một lần chài ấy mà. Ui trời ơi. Vậy thì có mà phải kéo vác cả chài không nổi luôn. Đây các bạn ơi, mỗi lần có khi chài ấy còn được tới 3 đến 40 kg nha. Đấy, như chú chia sẻ đấy các bạn, nhưng mà mình chưa quay được video nào về những khoảnh khắc đấy. Hy vọng rằng sẽ có dịp có duyên quay lại được những khoảnh khắc mà các chú chài chỉ cần 5 đến chục kg là cũng thấy nó độc đáo và thú vị rồi các bạn ạ. Đây là toàn là cá ngon không đấy các bạn, cá đối. Cá này thì như các chú chia sẻ là nướng là ngon nhất đúng không chú? Đấy. Dạ. Nướng với chiên xù các bạn. Đây, cá gỡ ra rồi thả xuống đây này. Rất nhiều luôn. Mình sẽ tiếp tục qua bên khu vực các cô, các chú kéo lưới để quay chia sẻ với các bạn nhé. Cá đã được thả xuống các bạn ơi. Các bạn có thể thấy thả xuống một cái là nó lao lên trên này luôn này, nó sống lại rất là khỏe lại luôn các bạn. Kêu một chút nữa thôi là nó sẽ bơi lại hết các bạn ạ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy chỉ một chút mà nó đã bơi lại ầm ầm luôn rồi. Đó, sống lại luôn này các bạn. Quá đã. Các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé, để mình tiếp tục có tinh thần để mình quay cập nhật chia sẻ với các bạn những điều thú vị thế này. Đấy, các bạn nhìn nó trắng vậy thôi, chỉ một lúc nữa thôi là nó sẽ bơi lại hết các bạn ạ. Cái nước này nó rất là mát bác trời. Dạ, nước mát lắm các bạn. Đấy, độc lạ không các bạn? Quá độc lạ luôn. Ôi, các bạn ơi, đã chưa? Đấy, ôi, con cá này bây giờ thả xuống đây thì xem nó mới đã này. Bây giờ các bạn xem con cá này bác thả xuống nha. Đó, các bạn thấy không? Nhìn là cái hồ này giá trị hẳn lên bác nhá. Các bạn ơi, xem này. Cá siêu ngon luôn. Để bác thả ông đây là nhìn cái hồ này giá trị hẳn luôn nha các bạn. Chuẩn bị kéo mẻ cá thứ hai các bạn ạ. Những lúc mà có mưa này đấy các bạn ơi thì sóng cũng xô rất là mạnh nhé. Giờ này hình như là thủy triều bắt đầu đi lên các bạn ạ, không phải xuống nữa. Thủy triều xuống lúc 10 giờ các bạn ạ. Ôi, ở ngoài kia thì mình đã thấy có rất là nhiều cá, nó đã lao vào lưới và nó nhảy, có một số con cá thì nó nhảy ra bên ngoài lưới các bạn ạ. Ôi, trời ơi, mẹ này nhiều thế. Mẹ này nhiều hơn mẹ đầu tiên rồi các bạn ơi. Đấy. Quá đã luôn. Rồi. Đấy các bạn ơi. Xem đã.
khá thú vị các bạn ạ. Mẹ thứ hai này như vậy là cũng gọi là thành công rồi các bạn. Đàn cá này đã được thu phục rồi các bạn ạ. Mẹ này cũng theo mình nghĩ là cũng được tầm 5 đến 6 kg các bạn ạ. Làm YouTube hả? Dạ. Có 2 3 tỷ nữa chị dành làm chậm. Ok anh. À, các bạn ơi, mình mỗi lần mình quay cái này mình rất là vui khi mà các chú các anh được kéo lên được nhiều cá, và luôn luôn mong là những mẻ lưới ấy, luôn luôn là được nhiều cá để có thể quay chia sẻ với các bạn. Nhưng mà không phải mẻ lưới nào cũng kéo lên cũng được cá các bạn ạ. Đấy, quá đã rồi. Quá tuyệt vời luôn. Cá là nhặt mỏi tay luôn đấy các bạn. Đấy. Xong rồi. Bây giờ là sẽ đi thả xuống. Các bạn cùng xem nha. Thả khoảnh khắc thả cá xuống là cá nó sẽ lao lia lịa luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cá sẽ lao lia lịa luôn. Nhưng mà rất là đẹp. Đây là hồ hấp Hồng Kông nó ăn ngon hơn anh. À thế. Dạ. Rồi. Đây có một con ra. Con bơi ra ngoài luôn các bạn. Cái tối này thì nướng ăn thì nó ngon hơn, mà con bự thì nướng ngon hơn. À. Ở thì kho tiêu được không? À thế. Dạ. Ủa cũng không bự vậy. Ơi ơi đem về. Em nuôi mà. Nước biển đâu mà nuôi. Em nuôi được. Mấy cá lược vỏ. Con gì đấy? Cá lưỡi trâu. À cá lưỡi trâu à? Con này thả đúng nó có sống lại không nhỉ? Nó sống mà. À thế à? Thử thả xuống. Ôi. Thả xuống mà. Thả xuống mà nhìn nó như con đỉa luôn. Nếu không nhìn kỹ là không thấy luôn đấy nhỉ? Ơi, cá ra ngoài luôn này. Chắc vậy. Không có đỡ được, chơi chở khách rồi. Nó thành một cái lỗ. Cá chẽm quá ha. Ừ, cá chẽm. Câu được hay sao á? Cái lông đó là bắt á, không có câu đâu, câu là nãy giờ nó chết rồi. À thế à? Chẽm dễ chết. Dạ. Chờ... Đã. Đã là nó sống được hai vùng nước, nước lợn. Anh nuôi không? Anh, nuôi không? Không. Nhìn đàn cá nó bơi quá đã. Nhìn đã nhỉ. Chỗ này tính cả con cá chẽm thì chắc cũng rơi vào tầm gần chục ký đấy. Không, con chẽm này ở trên phố cá đó này ngon nè. Cả triệu đấy nhỉ. Ờ cá đó này về nướng rồi. Cỡ 250 là từ 200 đến 300 là cao rồi. À thế. Nhưng mà con này tươi chắc không mắc hơn. Ờ đúng rồi. Bữa này mà nướng có mưa không? Ăn ngon mới được. Đã. Nướng trong nước là hấp bài luôn á. Tốn bia lắm. Ôi. Ốc lụng. Nếu mà ăn ngon tới thì về làm luôn. Quá đã luôn các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé. Like, chia sẻ cũng như là để lại bình luận góp ý của các bạn. Mình sẽ luôn tiếp tục cập nhật, chia sẻ với các bạn những điều thú vị thế này. Cảm ơn cô chú, chị và các bạn rất là nhiều đã xem hết video.